Báo Nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết Nỗ lực đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều văn bản chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là Nghị quyết 63 ngày 29 tháng 6 năm 2021, Công điện 1082 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đề ra các nhiệm vụ giải pháp hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt chưa đạt tiến độ tiến bộ đề ra. Một số các cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân còn thấp dưới 40% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do công tác chuẩn bị thủ tục cần thiết để giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn thiếu chủ động. Để bảo vệ công nhân và không xảy ra đứt gãy chuỗi sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện triệt để quy tắc phòng chống dịch, chủ động đề ra các phương án xử lý riêng nhằm ổn định sản xuất. Theo bài viết trên báo Tiền Phong, để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, như địa phương cho biết trong giai đoạn mới phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, việc chống dịch COVID-19 sẽ giao quyền chủ động cho doanh nghiệp. Địa phương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong xét nghiệm, tiêm vaccine, nâng cao chất lượng các cơ sở y tế ở khu công nghiệp, hỗ trợ các trạm y tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tái sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh là bài toán khó đối với rất nhiều doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân đó là chi phí xét nghiệm COVID-19 hiện quá lớn. Doanh nghiệp đau đầu vì chi phí xét nghiệm COVID-19 là bài viết trên báo Nông thôn ngày nay. Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng việc phòng dịch là cần thiết, tuy nhiên chính phủ nên cho doanh nghiệp được chủ động mua, tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người lao động nhằm tăng tính chủ động của doanh nghiệp, giảm tải nguồn lực cho nhà nước và nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, nên giãn thời gian xét nghiệm cho người lao động khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine được 14 ngày. Bởi theo quy định hiện nay, việc xét nghiệm phải thực hiện 7 ngày một lần với nhóm lao động thông thường và 3 ngày một lần với nhóm nguy cơ cao đang khiến doanh nghiệp tốn rất nhiều chi phí. Thưa quý vị, hàng loạt các bài thuốc dân gian ngừa Covid-19 được lan truyền trên các trang mạng xã hội mà chưa được kiểm chứng, kéo theo hệ lụy là rất nhiều người làm theo dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Báo tuổi trẻ phản ánh tình trạng này qua bài viết Cẩn trọng các bài thuốc dân gian ngừa Covid-19 trên mạng. Hiện nay chưa có bài thuốc dân gian nào được khẳng định có thể chữa khỏi COVID-19. Các bài thuốc đông y hiện nay chỉ có tác dụng hỗ trợ, giảm nhẹ các triệu chứng do COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, khi người dân sử dụng các bài thuốc dân gian chưa được kiểm chứng sẽ tác động trực tiếp đến các cơ quan nội tạng, không có tác dụng trị bệnh, thậm chí là tạo ra bệnh mới. Nhiều trường đại học cao đẳng đã bắt đầu làm thủ tục nhập học cho sinh viên khóa mới học theo hình thức trực tuyến. Đáng chú ý là các khoản phí lại do mỗi trường quy định một kiểu. Việc phải nộp nhiều khoản phí đầu năm khiến nhiều sinh viên phát sốt. Theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, dù là học phí hay các khoản phí khác, nhà trường đều phải công khai minh bạch theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ. Trong đó khi đã thu học phí trực tuyến như học trực tiếp thì các khoản như thư viện điện tử hay học ngoài giờ không được thu thêm để bảo đảm việc học tập của sinh viên. Các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường kiểm tra công tác thu chi của các trường trong suốt cả năm học, không chỉ riêng đợt đầu năm này. Báo Kinh tế Đô thị số ra hôm nay có bài viết Quy hoạch nhà ở cho công nhân rời rạc, thiếu liên kết phản ánh thực trạng từ nhiều năm qua, mặc dù đã có nhiều chủ trương biện pháp thúc đẩy phát triển nhà ở dành cho người lao động, song trên thực tế kết quả triển khai thực hiện vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu. Theo ý kiến chuyên gia để khắc phục tình trạng này, cần nghiên cứu xây dựng các chính sách pháp luật, bảo đảm gắn đồng bộ quy hoạch khu công nghiệp với phát triển đô thị dịch vụ trong một phương án tổng thể thống nhất cùng với đó xây dựng cơ chế chính sách đủ hấp dẫn để thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu công nghiệp, các công trình hạ tầng kết nối, công trình nhà ở, thiết chế văn hóa phúc lợi cho người lao động, dịch vụ phục vụ khu công nghiệp.